Dạ từ chào cô chú bác anh em càng xa, mà được tiếp tục lên một clip mà bông trang nghe cô chú, mà màu đỏ có, màu vàng có, màu tím sen với màu cam, tự được bốn màu. Zalo với chú bác anh em càng xa, quê quán từ ở Vĩnh Long, Bình Tân Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0949866039, số đó từ xài Zalo luôn nghe cô chú. Dạ rồi, vô cây số 1 cô chú ơi. Cây Tường bao sóng bao ship toàn quốc, cây đã thần chậu nghe cô chú. Thường cây thần chậu bao sóng bao xếp toàn quá. Cây này cây mã số 1. Chiều cao được 25, tán ngang là 26. Cây gì để bàn nghe cô chú. Này màu vàng nghe cô chú, được 5 cây màu vàng. Cái đầu số vị trí này nghe cô chú, được 25. 25 quạnh. Tường bao sóc bao xếp toàn quốc. Cây mã số 1 trang vàng 800.000 cô chú ơi, 800.000 cây mã số 1, cây thần chậu. Rồi đổi cây. Rồi qua cây số 2, cây mã số 2. Màu vàng. Chuẩn bị lên nụ nghe cô chú. Chiều cao 22, tán ngang 28. Chuẩn bị lên nụ. Cây thần hết trơn rồi cô chú ơi. Cây này cây mã số 2. Rồi tại vị trí này 28. 800.000. Cây mã số 2 800.000. Dạ đổi. Tiếp là cây mã số 3. Màu vàng luôn nghe cô chú, được 5 cây màu vàng. Chiều cao 23, tán ngang 27. Cái này cái mã số 3. Vị trí này 24. Cái này chơi bonsai đẹp lắm cô chú ơi. 800.000 luôn cây mã số 3 nha cô chú. Được rồi, đổi cây. Mã tiếp theo là mã số 4. Trang màu vàng lá nhỏ. Chiều cao 32, tán ngang 22. Cây mã số 4. Cái hoành được 22. Cây này 700.000. Cây mã số 4 nghe cô chú, trang vàng 700.000. Để đổi. Cây số 5, tiếp theo là mã số 5. Được 5 cây trang màu vàng nghe cô chú. Chiều cao 28, tán ngang 22. Khi đi từng rút chậu bó bầu gửi về cho cô chú chơi thay chậu mới nghe cô chú. Hoành chỗ này được 19. Cây này 700.000 luôn. Cây mã số 5, chân vàng, lá nhỏ. Dạ rồi đổi. Cây tiếp theo mã số 6, màu cam nghe cô chú, bông màu cam, lá nhỏ. Cây trang chơi dày đặc, bông đẹp cô chú ơi. Chiều cao 28, tán ngang là được 33. Cây này cây mã số 6 là màu cam. Số 6, số 7 được 2 cây màu cam. Rồi vị trí này nó được 25. Cây mã số 6, cây này màu cam 800.000 của chú ơi. Đấy rồi đấy. Rồi cây số 7 luôn là màu cam. Màu cam màu cà gót đó nghe cô chú. Cây mã số 7. Chiều cao 26, tán ngang 26 luôn, đang lên nụ luôn. Cây mã số 7. Rồi đó, vị trí này nó được 26. Rồi 800.000 luôn nghe cô chú, cây mã số 7. Rồi đổi.
Rồi, cây mã tiếp theo là mã số 8, màu tím sen. Số 8, số 9 được hai cây màu tím sen. Toàn bộ là lá nhỏ nha cô chú. Lá nhỏ cho bonsai mới đẹp cô chú ơi. Chiều cao 29, tán ngang 37. Cây mã số 8, màu tím sen. Rồi vị trí này nó được 27 700 ngàn. Cây mã số 8 700 ngàn. Dạ rồi đó. Cây mã số 9 màu tím sen luôn. Số 8 số 9 được hai cây màu tím sen. Chiều cao 28. Tán ngang 28 luôn. Cây mã số 9. Rồi vị trí này được 25. Còn cũ được 40 mấy đằng ngang cô chú, 46 47 đằng. 700 ngàn, cây mã số 9. Rồi rồi. Qua mã số 10 là màu đỏ. Màu đỏ lá nhỏ toàn bộ. Cây nuôi thần nha cô chú. Thần chậu á. Thời sức sống là 100% luôn. Cây mã số 10. Chiều cao 25. Tán ngang 24. Nó chiều ra cái là không có thấy lá luôn đó nghe chú, bông không à, đẹp lắm. Cây mã số 10, màu đỏ. Ngồi vị trí này nó được 24. Củ tròn dưới nghe chú, thử củ tròn nó được là 30. 800 ngàn, cây mã số 10, màu đỏ nghe chú. Rồi rồi. Cái tiếp theo mã số 11, màu đỏ luôn. Từ đây về sau là màu đỏ nha cô chú. Chiều cao 24. Tán ngang 26. Màu đỏ lá nhỏ. Rồi cái này được 23 hoành. Cái này 600 ngàn cô chú ơi. Mã số 11 600 ngàn. Đấy. Cái tiếp theo mã số 12. Nó bằng hì cho hàng nha cô chú. Dày đặc lắm. Chiều cao 25. Tán ngang 27. Cây mã số 12. Rồi vị trí này được 27. Mã số 12. Màu đỏ. Cây này 700 ngàn. Đói. Cây mã số 13. Chiều cao 27. Tán ngang 27 luôn. Màu đỏ lá nhỏ, cây thần. Cây mã số 13. Rồi vị trí này được 25. Cây già lắm nha cô chú. Hoành hai mấy là to lắm đó. 700 ngàn, mã số 13. Đói. Cây mã số 14. Cái này nó dày, nó kín mít luôn cô chú ơi. Rất là đẹp. Nuôi lâu lắm nó mới được vậy đó. Cây mã số 14. Chiều cao là được 26. Tán ngang là được 33. Cây mã số 14. Rồi vị trí này nó được 23. Cây đế rất đẹp của tôi. Nó dày đặc nó đều. Dạ cái này 700 ngàn. Cây mã số 14 nghe cô chú. 700 ngàn. Rồi đó cái. Mã tiếp theo cây mã số 15. Cây nào nó cũng dày đặc lắm. Hết trơn của tôi. Chiều cao 28. Tán ngang là 33. Bông nụ là cô chú nhìn khó chê rất đẹp. Mã số 15. Thu hoạch được 25. Để đặt tuần do ăn nha cô chú. 800 ngàn cây mã số 15. Giờ đổi cây.
Cây tiếp theo là cây mã số 16. Chiều cao 24, tán ngang 26. Cây mã số 16 nha cô chú. Rồi cái hoành thân thì được 25. Cây mã số 16, cây này 700 ngàn luôn. Đó rồi. Cây mã số 17. Chiều cao 22, tán ngang 24. Cây mã số 17. Rồi vị trí này nó được 27. Cây này 700 ngàn. Đổi. Cây tiếp theo mã số 18. Mua một hai cây về chơi của chú ơi, cây rất là đẹp. Chiều cao là 24, tán ngang 25. Cây mã số 18. Cái hoành được 26, đo tại đó. 700 ngàn, mã số 18. Đây rồi, đổi. Cây tiếp theo, mã số 19. Chiều cao 25, tán ngang 30. Cây mã số 19. Dày đặc lắm cô chú ơi. Rồi vị trí này nó được là 29 luôn. 800 ngàn, cây mã số 19 nha cô chú. Đã đổi. Cây tiếp theo mã số là 20. Chiều cao 26, tán ngang 28. Mã số 20. Cái hoành tại vị trí này 24. 600 ngàn, mã số 20, 600 ngàn. Đổi. Mã số 21, mã tiếp theo, mã số 21. Cây rất là dày đặc nha cô chú. Chiều cao 25, tán ngang 26. Cây mã số 21. Trang đỏ, lá nhỏ. Cái hoành là được 25 luôn. Đó tại vị trí đó. Cây mã số 21, cây này 700 ngàn. Và từng bao sống bao ship toàn quá. Và đó cây. Cây tiếp theo là mã số 22. Chiều cao 25, tán ngang 27. Cây mã số 22. Rồi cây này nó được 27 nha cô chú, đo tại đó. 700 ngàn, cây mã số 22. Dạ rồi đó cây. Cây mã số 23. Mã tiếp theo mã số 23. Chiều cao cây này được 33. Tán ngang được 36. Cây mã số 23. Rồi được 26 hoành đó tại đó. 700 ngàn, mã số 23. Đây rồi đổi. Cây tiếp theo, cây mã số 24. Chiều cao 33. Tán ngang 36. Mã số 24. Cây rất là dày đặc cô chú ơi. Rồi đo vị trí này được 26 luôn. 700 ngàn, mã số 24. Đây rồi đợi. Cây tiếp theo mã số 25. Cái này cũ đã lắm cô chú ơi.
chiều cao 25, tán ngang 27, cây mã số 25. Cái cũ là được 40, cái hoành em là được 22, cái này 700 ngàn nha cô chú, mã số 25. Được rồi đó, cái mã tiếp theo là cây mã số 26. Cây tiếp theo mã số 26 nha cô chú, chiều cao 29, tán ngang 36, cây mã số là 26. Bông chuẩn bị lóa gỗ lắm nha cô chú. Rồi đo vị trí này được 28, 28 hoàn thân đo tại đó. Cây mã số 26, 800 ngàn cô chú ơi. Dạ rồi, cây mã số 26 là mã cuối clip của từ ngày hôm nay nha cô chú. Từng mong quý cô chú anh chị xem clip và ủng hộ cho từ vài cây về chơi ạ. Quê quán Tường ở Vĩnh Long, Bình Tân, Bình Tân, Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó từ xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ hẹn cô chú bắt gặp lại clip sau ạ. Dạ từ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.